viên, một thành viên có cổ phần rồi và một thành viên chưa biết có cổ phần hay chưa. Xin chào ba thành viên. Tối hôm nay có một tiêu đề livestream tối hôm nay rất là hay. Đó là 1 triệu 2 thì chúng ta có thể làm được chuyện gì? Cảm ơn Phương Dương, hello anh. Cảm ơn anh Châu Văn Lương. Anh Châu Văn Lương này lâu lắm rồi mới gặp nhờ, cảm ơn anh. Cảm ơn Phương Dương. Phương Dương này không biết có cổ phần chưa, hình như có rồi. Cảm ơn Bảo Long. Bảo Long có cổ phần rồi, chào anh Lai nhé. Cảm ơn Bảo Long. Tối hôm nay buổi livestream tối hôm nay có cái tiêu đề rất là hay mọi người. Mọi người chia sẻ tối hôm nay, mọi người chia sẻ làm sao để có ngày mai, giờ này ngày mai có thể có 3.000 người xem thì càng tốt. Cảm ơn chú Trần Minh, một nhà đầu tư rất tâm huyết của tập đoàn. Chú quê ở Thái Bình. Tuyệt vời quá, cảm ơn chú. Oh my god. Cảm ơn anh Thành Lộc. Tuyệt vời quá đúng không ạ? 4 anh chị em của chú mình đang xem rồi. Toàn những người có cổ phần sẵn rồi. Cảm ơn Bảo Long. Có hot không anh? Có chứ, tối nào có hot hết. Bảo Long tối nay chia sẻ mạnh vào nhá. Tối nay gì ạ? Bảo Long với tất cả mọi người hãy gì ạ? Tag tên thật nhiều người thân của mình vào, nhiều bạn bè của mình vào. Có ít anh ạ, nhưng vẫn vui. Cảm ơn Phương Dương. Tuyệt vời, con kịp mà, còn nhiều thời gian. Phương Dương ạ. Quan trọng là chúng ta, nhu cầu của chúng ta thế nào? Nhu cầu của chúng ta là bao nhiêu, bao trăm nghìn cổ phần? Bao nhiêu triệu cổ phần? Và chúng ta chỉ cần biết được chúng ta cần bao nhiêu thì chúng ta sẽ có cách. Đấy. Cảm ơn Sinh Thái, em chào anh Lai và cả nhà UST. Cảm ơn Sinh Thái, có cái tên hay quá. Cảm ơn Bích Hồng, chào chú Lai nhé. Cảm ơn anh Châu Văn Lương, chào Trung Lai. Cảm ơn anh Trần Trọng Nhân. Tuyệt vời quá đúng không ạ? Tối hôm nay buổi livestream tối hôm nay của em Lai có cái tiêu đề rất là hay mọi người ạ. 1 triệu 2, 50 đô. 1 triệu 2 thì chúng ta có thể làm được những gì? Đấy, 1 triệu 2 thì chúng ta có thể làm được gì? Làm được nhiều việc lắm chứ đúng không ạ? 1 triệu 2 nếu mà mua gạo 10 ngàn một ký thì chúng ta cũng mua được 100 ký đấy. 120 ký nếu mà gạo 10 ngàn. Đúng không ạ? Còn nếu mà ví dụ như chúng ta mua bia chẳng hạn, bia Heineken thì chúng ta cũng được khoảng 2 thùng rưỡi. Đấy, còn mua bia Sài Gòn hay mua bia Hà Nội thì em Lai không dành lắm. Mà thực tế thì bia Heineken em Lai cũng chỉ ước lượng thôi, nó khoảng 450-500 một thùng thôi. Chứ em Lai cũng thỉnh thoảng mới mua cho nên không nắm được giá bia bao nhiêu. Chào Trung Lai. Anh chào em, cảm ơn anh Phi Trường. Cảm ơn anh Nghĩa Cao. Cảm ơn 10 anh chị em của chú mình đã vào nghe livestream của em Lai. Tối hôm nay mọi người chia sẻ mạnh giúp em Lai để giờ này ngày mai mà có được 3.000 người xem thì càng tuyệt vời. Đấy, ngày hôm qua, tối hôm qua em livestream lâu lâu livestream một bữa mà đến sau 23 giờ. Đấy, sau 23 giờ thì lượng xem được hơn 2.300 lượt. Đấy, quá tuyệt vời đúng không ạ? Hy vọng rằng những thông tin mà em cung cấp lên nó có thể mang lại được những cái lợi ích cho tất cả cộng đồng. Đấy, những cái suy nghĩ của em, những cái trải nghiệm của em. Đấy, những cái trải nghiệm đấy nó cũng rất quan trọng mọi người ạ. Và hôm nay tiêu đề buổi livestream tối hôm nay của em Lai là 1 triệu 2 thì chúng ta làm được cái gì? 1 triệu 2 nó to lắm mọi người ạ, chứ nó không nhỏ đâu. Nếu ví dụ như làm công nhân viên chức thì cũng phải hết đâu đó khoảng 4 ngày cho đến 7 ngày mới có được 1 triệu 2. Đúng không ạ? Ví dụ như lương 200 đi chăng nữa thì cũng phải 6 ngày thì cũng hết, coi như hết 1 tuần từ thứ hai cho đến thứ bảy. Đấy, đúng không ạ? Hay làm công nhân, làm lao động phổ thông, lao động tự do thì chúng ta cũng sẽ hết đâu đó khoảng từ 3 cho đến 6 ngày. Đấy. Cảm ơn anh Nghĩa Cao, cảm ơn chị Mùng Phiến, cảm ơn chị Đặng Thanh, cảm ơn anh Hiệp UST. Cảm ơn anh Tuyên Nông. Sớm thế anh, cảm ơn Tuyên Nông. Chào em nhé, cảm ơn chị Đặng Thanh.
Em livestream vào 19 giờ nhưng mà em lại muốn lên đây sớm một tí để giao lưu. Nếu mà anh chị em nào mà anh chị em cô chú nào mà mọi người muốn lan tỏa cơ hội cho cộng đồng, muốn giúp đỡ cho người thân của mình, đấy, muốn làm đối tác cùng với tập đoàn, thì anh chị em của chúng mình hãy mạnh dạn lên đây giao lưu với em Lai. Hãy cứ mạnh dạn lên. Chúng ta là gì ạ? Đến với thế giới này, chúng ta đến với thế giới này là để trải nghiệm mà. Cảm ơn Lương Bảo Nam. Chào tỷ phú Lai và cả nhà mình nhé. Cảm ơn chị Mùng Phiến. Cảm ơn chú Lưu Tấn Bình. Chú Lưu Tấn Bình là bằng tuổi với chủ tịch đấy mọi người ạ. 74 tuổi, 75 tuổi, còn hơn chủ tịch 1 tuổi. Chú Lưu Tấn Bình là hơn chủ tịch 1 tuổi. Chúc cho chú sức khỏe. Chú là một nhà đầu tư, chú cũng là đối tác rất là tâm huyết của tập đoàn. Tuyệt vời quá đúng không ạ? Mọi người, những ai mà dưới 74 tuổi thì cứ lấy chú Lưu Tấn Bình này ra làm tấm gương là được rồi. Đúng không ạ? 74 tuổi mà vẫn làm giàu. Đấy, vẫn làm đối tác, vẫn là hỗ trợ cho con cháu, vẫn hỗ trợ cho mọi người biết đến cơ hội tham gia vào tập đoàn UST. Thật là tuyệt vời đúng không ạ? Quá tuyệt vời. Cảm ơn chú Lưu Tấn Bình. Thay mặt cho tất cả anh chị em cô chú cổ đông của Việt Nam mình, chúc cho chú luôn sức khỏe, bình an. Trần Tâm Phát, cảm ơn Trần Tâm Phát. Chào anh tỷ phú. Cảm ơn Trần Tâm Phát. Cảm ơn anh Sáng. Cảm ơn thằng em. Cảm ơn tất cả các anh chị em cô chú mình đã vào nghe livestream của em Lai. Chắc là phải hơn 19 giờ một lúc, chắc là phải từ 19 giờ 15 ấy, thì nó mới đông. Đấy, bây giờ là dạo thế này thôi. Đấy, cứ câu chuyện câu giờ. Đấy, anh chị em cô chú mình, những ai mà mình làm đối tác với tập đoàn, mình chia sẻ cơ hội với người thân của mình, chia sẻ cơ hội với bạn bè của mình, chia sẻ cơ hội với cộng đồng mà mình ngại, đúng không? Mình ngại hoặc là mình nghe được những cái phản ứng trái chiều, mình nhận được những cái hồi âm mà mình cảm thấy là thiếu năng lượng, đúng không ạ? Mọi người có thể lên đây giao lưu với em Lai. Cảm ơn em Dung Lê. Cảm ơn chú Lai nhiều. Cảm ơn chú Lưu Tấn Bình. Cảm ơn bạn Lê Cường. Rồi, nhanh quá, có 17 anh chị em của chú mình rồi. Tuyệt vời quá đúng không ạ? Rất là may, tại vì Facebook người ta cho là mình phát livestream là không thu tiền. Thì nếu mà chắc thu tiền thì chắc em Lai cũng phải bỏ tiền ra để lên đây mà phát livestream với mọi người. Tại sao mà thế ạ? Chào anh Lai, cảm ơn Dung Lê. Dung Lê hay là Lê Dung nhỉ? Lê Dung mới đúng ý. Lê Dung, đấy, Lê Dung với Lê Cường. Cảm ơn bạn Lê Cường. Một nhà đầu tư cá mập. Đấy, Lê Cường này là bằng tuổi em Lai, sinh năm 1981. Bạn ấy quê ở Thanh Hóa và bạn ấy cũng đang sinh sống ở Tây Nguyên. Hiện tại thì bạn cũng đã sở hữu cho mình và gia đình rất nhiều triệu cổ phần. Chúc mừng cho bạn Lê Cường. Tuyệt vời quá đúng không ạ? Quá tuyệt vời. Hy vọng rằng tất cả những gia đình ở Việt Nam này ai cũng được nhiều cổ phần như là chú Lưu Tấn Bình. Ai cũng được nhiều cổ phần như là bạn Lê Cường. Ai cũng được nhiều cổ phần như em Lê Dung. Ai cũng hiểu được giá trị khi tham gia vào tập đoàn VT. Đúng không ạ? Ai cũng hiểu được cái lợi ích. Đấy, chỉ có hiểu được thì chúng ta mới chúng ta mới vượt qua được những sóng gió ở ngoài kia thôi. Chứ còn khi nào mà chưa hiểu ấy, chưa hiểu, chưa tin, làm sao mà yêu được, đúng không ạ? Bao giờ phải hiểu, bao giờ phải yêu, bao giờ phải tin, phải yêu, đúng không ạ? Khi mà đã tin yêu rồi thì có rời, báo rời. Đúng chưa ạ? Khi mà đã tin yêu rồi thì có mà báo rời. Kênh VTV Vỉa Hè thì có mà nói đằng rời, đúng không ạ? Cảm ơn, hello bạn Lai Tỷ Phú, cảm ơn bạn Lê Cường. Cảm ơn anh Hồ Cường. Cảm ơn Ngô Văn Thiên. Anh Hồ Cường là một trong số những nhà đầu tư gì là gọi là quá tâm huyết với tập đoàn VT mọi người ạ. Anh Hồ Cường là một nhà đầu tư gốc ở Huế nhưng mà anh sinh sống ở Bình Phước. Anh tham gia vào tập đoàn VT từ năm 2018, tính đến giờ là cũng 5 năm rồi đấy mọi người. Trung bình một ngày là anh Hồ Cường ngồi ở trên máy vi tính khoảng từ 10 cho đến 14 tiếng. Đấy, chỉ có ngồi để mà tìm tòi thông tin về tập đoàn. Đấy, để mà bới móc thông tin về tập đoàn. Rồi ngồi phân tích, chia sẻ để hỗ trợ cho cộng đồng.
Anh Hồ Cường cũng là một đối tác rất là gì ạ, tuyệt vời của tập đoàn chúng ta. Đấy, anh cũng hỗ trợ cho rất nhiều người Việt sinh sống ở nước ngoài. Đó mọi người ạ, đó là điều tuyệt vời đúng không ạ? Cảm ơn Trịnh Tiến, cảm ơn anh Hồ Cường, cảm ơn anh Hương Cao. Đấy, mọi người mà ai muốn lên đây livestream giao lưu với em live thì mọi người bấm vào nhá, mọi người tự bấm vào nhá. Mọi người tự bấm vào, đấy, bấm vào lời mời để em bấm vào ok cái là mọi người lên đây giao lưu với em live. Đấy. Em tối hôm nay cái tiêu đề của em là 1 triệu 2 thì chúng ta có thể làm được những gì? Đấy thì em đặt ra cái câu hỏi đấy thì mọi người chắc cũng tự hiểu là 1 triệu 2 thì mình cũng làm được nhiều việc chứ đúng không ạ? Chào em like, phát sớm vậy em, cảm ơn anh Hương Cao. 1 triệu 2 thì nó tương đương với lại 4 cho đến 6 đến 7 công lao động của người Việt Nam chúng ta. Đúng không ạ? 1 triệu 2 thì nếu như đi mua quần áo thì chúng ta mua được khoảng 2 đến 3 bộ quần áo. 1 triệu 2 thì chúng ta có thể là mua được bao nhiêu ạ? 1 kg gạo thì là 12 ngàn, 10 kg thì là 120, 100 kg thì 1 triệu 2. Đúng không ạ? Em thấy cộng đồng UST ai cũng tâm huyết. Cảm ơn Tuyên Nông, đúng vậy. Khóa đúng vậy. Cảm ơn Tuyên Nông. Già rồi, cố gắng 5 triệu cổ phần thôi chú ơi. Tuyệt quá đúng không ạ? Cảm ơn chú Lưu Tấn Bình. Đấy mọi người thấy không ạ? Mọi người cứ lấy chú Lưu Tấn Bình ra làm gương là được rồi. Ai mà cứ ít tuổi hơn chú Lưu Tấn Bình, cứ ít hơn 74 tuổi. Đấy là mọi người cứ lấy chú Lưu Tấn Bình ra làm tấm gương là được rồi mọi người. 74, 75 tuổi mà sở hữu cho mình 5 triệu cổ phần. Tuyệt vời đúng không ạ? So với thế giới luôn đấy chứ không phải là mọi người ạ. 8 tỷ người không phải ai cũng có được 1 triệu cổ phần đâu. 8 tỷ người không phải ai cũng có lên 500.000 cổ phần đâu. Và có những người 1 cổ phần còn không có. Đấy. 1% của 8 tỷ người thì là 80 triệu người. Đó. Không được 1% dân số thế giới có được cổ phần của tập đoàn này đâu. Kể cả là những người có tiền, kể cả là những người đại gia, triệu phú đô la, tỷ phú đô la. Đấy, chứ chưa nói đến là giới trung lưu. Mọi người ạ. Cảm ơn Hoàng So, chào like. Cảm ơn chị anh Hoàng So. Cảm ơn Đinh Công Toàn. Tuyệt vời quá đúng không ạ? Trở lại câu chuyện là 1 triệu 2 thì chúng ta làm được cái gì? Đấy, 1 triệu 2 thì chúng ta có thể là mua được 100kg gạo. 1 triệu 2 thì nó tương ứng với lại là 4, 3, 12, nó khoảng 40 suất cơm bình dân. Đúng không ạ? 1 triệu 2 thì nó tương đương với lại là 4 cho đến 6 công lao động của người Việt Nam. Đúng không ạ? Chị chào em like tỷ phú nhé, chúc cả nhà UST buổi tối vui vẻ tràn đầy năng lượng nhé. Cảm ơn chị Tô Phương Lý. Tuyệt vời quá đúng không ạ? Tối hôm nào mà chị Tô Phương Lý vào xem trực tiếp là cũng có câu là tràn đầy năng lượng. Tuyệt vời quá đúng không ạ? Rất cảm ơn chị. Cảm ơn chị Tô Phương Lý rất là nhiều. Chúc cho chị và gia đình chị ai cũng có cổ phần. Đấy, người nào mà ít thì cũng có lấy một vài trăm nghìn. Không bao nhiêu cho nó đủ được đâu mọi người ạ. Không bao nhiêu cho là gọi là đủ được đâu. Đấy. Kể cả là đến tỷ phú Phạm Nhật Vượng đấy, chưa bao giờ tỷ phú bảo là ơ tôi nhiều tiền rồi, tôi thừa tiền rồi, tôi đủ rồi. Không có ai kêu là tôi đủ tiền rồi đâu mọi người ạ. Cảm ơn chị Nguyễn Tân. Cảm ơn chị Bùi Khuyên. IBO là gì? Cảm ơn anh Hồ Cường. Em tính em thử xem là không biết chị Nguyễn Tân này, em rất là thích chị Nguyễn Tân lên giao lưu với mọi người một tí. Chị có thể lên chia sẻ cho mọi người nghe 20 phút. Chị có thể chia sẻ cho mọi người nghe 20 phút xem là tại sao mà chị lại yêu tập đoàn và chị lại quyết tâm đầu tư vào tập đoàn. Cảm ơn anh Văn Lương. Chào em like nhé. Cảm ơn anh Lương Vân. Không có dấu cho nên là em đọc cho nó sai, mọi người thông cảm nhá. Thông cảm cho em like. Đấy mọi người ạ. Cảm ơn chị Ngô Lan, em nhìn thấy có cái hình hồng hồng, em đoán là chị Ngô Lan. Mọi người ạ. Đôi lúc trong cuộc sống 1 triệu 2 nó to lắm mọi người ạ.
Không phải 1 triệu 2 đâu, 120 nghìn nó cũng to. Cảm ơn chị Ngô Lan, một chị giáo viên mà em rất là ngưỡng mộ, đúng không ạ? Rất là tuyệt vời. Cứ nhìn thấy chị Ngô Lan là em chỉ ao ước là đất nước mình có 64 người như chị Ngô Lan thôi. Đấy, 64 người chia ra làm 64 tỉnh. Thế thì chỉ đâu đó khoảng một năm thôi là lượng giáo viên của Việt Nam chúng ta sẽ không còn câu chuyện là thất nghiệp nữa, không còn câu chuyện là lương thấp nữa. Đấy, không còn câu chuyện là phải lăn tăn về vấn đề công việc và vấn đề tài chính nữa. Cảm ơn em Vương Hoa. Em chào anh, cảm ơn em Vương Hoa, cảm ơn bạn Hoa Vô Sắc. Cảm ơn tất cả các anh chị em cô chú mình, cảm ơn chị Phạm Lê Vân. IPO 100 đô thì ối giời ơi. Ối giời ơi, cảm ơn chị Phạm Lê Vân. Cảm ơn em Hà Thiêm. Cảm ơn em Hà Thiêm. Hà Thiêm là một bà chủ của một cái spa. Đấy, bà chủ của một spa. Rất là tuyệt vời đúng không ạ? Trong cộng đồng của nhà đầu tư UST Việt Nam chúng ta có, kính thưa các tầng lớp, có chủ doanh nghiệp này, có giám đốc này, có chủ tịch hội đồng quản trị này, có công an này, có bộ đội này, có giáo viên này, có bác sĩ này, có điều dưỡng này, có bảo vệ này, có nông dân này, có công nhân này, đấy, có xe ôm này, có bốc vác này, có cửu vạn này, có thầu xây dựng này, có thợ mộc này, có cô bán rau này, đấy, có cô bán cá này. Trong cộng đồng UST Việt Nam chúng ta gần như là kính thưa các gì tầng lớp xã hội, đúng không ạ? Thật là tuyệt vời. Có những nhà đầu tư, có những ông chủ chỉ có mấy tháng tuổi thôi, có mỗi cái giấy khai sinh. Có những nhà đầu tư như chú Lưu Tấn Bình 75 tuổi, có những người 84 tuổi và có những người 92 tuổi, mọi người ạ. Tuyệt vời không ạ? 92 tuổi rồi vẫn còn làm giàu. Đấy. Cảm ơn Vũ Thị Hoa, chào em like nhé. Cảm ơn chị Vũ Thị Hoa. Cảm ơn chị Phạm Hường. Em chào anh Lai Tỷ Phú. Cảm ơn Hà Thiêm. Nếu mà đúng Hà Thiêm này là bà chủ spa thì anh hy vọng rằng em sẽ gì ạ? Em sẽ nhanh thành công sớm ở trong tập đoàn UST này. Vì hôm trước hai anh em có nói chuyện với nhau thì thấy là em là một người rất là tuyệt vời và gần như hội tụ gần như đủ các yếu tố để làm một nhà lãnh đạo. Đấy, vừa là đủ dư các yếu tố để làm đối tác vào cổ đông tâm huyết thì đương nhiên rồi. Anh thấy em là một người rất là nhạy bén. Đôi lúc trong cuộc sống, đôi lúc chúng ta cần phải gặp may mắn nữa mọi người. Đấy, đôi lúc trong cuộc sống chúng ta cần phải gặp may mắn nữa. Chứ không phải là tài giỏi gì đâu mọi người. Các cụ có câu là gì ạ? Thiên thời, địa lợi, nhân hòa và yếu tố cuối cùng là yếu tố may mắn mọi người ạ. Nhiều lúc em lại suy nghĩ là thế này này, em lại suy nghĩ là thế này, nếu như mà học đại học, nếu như mà học thạc sĩ, nếu như mà học giáo sư, nếu như mà học tiến sĩ mà thành công, mà giàu có, đúng không, thì đất nước Việt Nam chúng ta có rất nhiều những giáo sư tiến sĩ thành công, giàu có, siêu giàu có, đúng không ạ? Nhưng mà hiện ở đây thì em chỉ nói vậy thôi, chứ còn mọi người nghĩ thế nào thì mọi người nghĩ. Chào em Lai, năng lượng, đại gia đình UST, cảm ơn em. Nay chị đang bận, không tiện hôm khác. Cảm ơn chị Nguyễn Tân. Em cảm ơn anh đã động viên em. Cảm ơn Hà Thiêm. Cảm ơn Lê Cường. Cảm ơn chị Minh Hồng. Tuyệt vời quá đúng không ạ? Ở đây cho em hỏi là 23 người ở đây có ai mà đang ít hơn là 100.000 cổ phần không ạ? Nếu mà ai có đang ít hơn 100.000 cổ phần thì vui lòng bấm số 1 giúp em. Đấy, còn những người mà hơn 100.000 cổ phần rồi thì không cần bấm. Đấy, để em tính thử xem là mọi người có ai mà đang ít hơn 100.000 cổ phần không? Để em có gì em tham mưu thêm. Đấy, học tài thi Phật. Cảm ơn chú Trần Minh. Chào em Lai Tỷ Phú. Cảm ơn chị Minh Hồng. Chưa có ai bấm số 1 nhỉ? Mọi người cho em hỏi lại nhá. Nếu ai mà đang ít hơn 100.000 cổ phần UST thì bấm số 1. Chị Minh Hồng đang ít hơn 100.000 cổ phần. 26 người đang xem thì có một mình chị Minh Hồng là đang ít hơn 100.000 cổ phần. Hoàng So đang ít hơn 100.000 cổ phần, hai người. Đấy. Chào bạn Lai Tỷ
phú nhé. Cảm ơn bạn Phạm Biên Nhường. Em chào anh, cảm ơn Phạm Hương. Phạm Biên Nhường là ba người đang ít hơn 100.000 cổ phần. Đấy. Ba người đang ít hơn 100.000 cổ phần. Đấy, còn ai nữa không ạ? Còn ai đang ít hơn 100.000 cổ phần không ạ? Bấm số 1 giúp em like nhá. Cảm ơn Titi. Cảm ơn em Phạm Hương. Đấy. Tiêu đề buổi tối hôm nay, cảm ơn Bùi Lý. Tiêu đề tối hôm nay của em like á, Phạm Hương nhiều lắm rồi nhá. Phạm Hương cái này sai nhá. Phạm Hương nhiều triệu cổ phần lắm rồi. Có thể là mọi người ai mà nhiều hơn rồi mọi người bấm cho đúng vào nhá. Bấm sai là không được đâu. Đấy. Cảm ơn Ngô Văn Thiên. Ngô Văn Thiên cũng nhiều rồi. Cảm ơn Phương Dương. Phương Dương cũng nhiều rồi. Bùi Lý cũng nhiều rồi. Đó. Nguyễn Thị Bảy. Chào em like. Cảm ơn chị Nguyễn Thị Bảy. Em xin hỏi mọi người là thế này này. 100.000 cổ phần. Nếu như lên sàn mà bằng với tập đoàn xe VinFast, tập đoàn xe VinFast của tỷ phú Phạm Nhật Vượng, 100.000 cổ phần phần mà lên 37 đô thì có phải là mọi người có là bao nhiêu ạ? 3,7 triệu đô. Đúng chưa ạ? 3,7 triệu đô. Đấy. 3,7 triệu đô, nhưng mà thôi bây giờ ấy, em chỉ tính cho tính là tính mình không chơi cái tính cua trong hang, là tính đâu cho nó chắc đó mọi người ạ. 100.000 cổ phần là chúng ta chỉ đang được định giá là 1 đô trên 1 cổ phần thôi, cho nên là chúng ta cứ thôi cứ tính chắc đi. Là coi như chúng ta đang có tài sản trong tay mình là 100.000 đô, tương ứng với lại là 2,4 tỷ. Đấy, 2 tỷ 400 triệu Việt Nam đồng. Được chưa? Có mấy nghìn thôi em, chị chơi chút thôi. Cảm ơn chị Minh Hồng. Cảm ơn Hải Bình Dương. Em nhấn nhiều số 1 mà. Cảm ơn Phạm Hương. Đấy, trở lại câu chuyện là nếu như anh chị em của chúng mình á, ai mà có ít hơn 100.000 cổ phần á, thì mọi người suy nghĩ, tức là gì ạ? Thứ nhất là cổ phần của tập đoàn VT là một tập đoàn khổng lồ. Tập đoàn VT là tập đoàn khổng lồ lớn nhất của thế kỷ 21. Đấy, còn câu chuyện nó lớn như thế nào thì mọi người tự đánh giá, tự mang những thông tin của mình thu lượm được, tự mình phân tích, tự mình đánh giá về cái tập đoàn của mình. Đó, chứ còn em like mà bây giờ mà em like mà đánh giá thì em nói thật là em like chưa đủ kiến thức, chưa đủ trình độ để mà đánh giá về tập đoàn đâu. Đấy. Nhưng mà em tin chắc chắn là cái thế kỷ 21 này sẽ không có một cái tập đoàn nào khổng lồ hơn là tập đoàn VT đâu mọi người. Đấy. Đấy, mọi người tưởng tượng đi. Đấy. Cảm ơn chị Lê Thiên Thanh. Đấy, em chỉ nói đơn giản thế này để mọi người tưởng tượng nhé. Từ ngày xưa đến giờ chưa có một tập đoàn nào mà một lúc có thể sản xuất được cả là ô tô, cả là máy bay, cả là tàu, đúng không ạ? Cả là mùn vi sinh, cả là kính chân không. Đấy, cả là công nghệ các thành phố tuyến tính, và còn rất nhiều thứ nữa, đúng không ạ? Vì ông chủ tịch Anatoly là ông có gần 200 cái bằng phát minh sáng chế. Đấy, và chúng ta là những nhà đầu tư thiên thần. Chúng ta là những ông chủ, chúng ta là những bà chủ. Đấy. Khi chúng ta đầu tư vào thì đương nhiên là vì lợi ích thôi, đúng không ạ? Chúng ta đầu tư vào là vì lợi ích, góp vốn vào để chúng ta hưởng lợi. Đấy, và chúng ta cũng chỉ là những người may mắn thôi. Em like cũng chỉ là người may mắn thôi. Các anh chị em của chúng mình cũng chỉ là người may mắn thôi. Đấy. Cảm ơn chị Nguyễn Hoa. Cảm ơn Hoàng Liên. Cảm ơn anh William. Anh William này hình như là anh William Hoàng hay là William gì mà em không biết là anh tên tiếng Việt là cái gì nhỉ. Anh có thể lên đây giao lưu với mọi người Việt Nam tí không nhỉ? Anh cũng là người Việt Nam mà. Để em thử mời xem nào. Không thể xem khách, người này không thể tham gia do gặp sự cố kỹ thuật. À thế à? Em không biết được. Hy vọng là có ngày nào được giao lưu với anh William. Cảm ơn Phan Kiên. Cảm ơn Phạm Thị Thu. Hello anh và cả nhà UST. Chào tỷ phú năng lượng nhé. Cảm ơn chị Nguyễn Hoa. Đấy, trở lại cái câu chuyện em muốn hỏi mọi người là nếu mà lên sàn ấy, 37 đô giống như là tập đoàn xe VinFast ấy, thì 100.000 cổ
phần là sẽ đâu đó chúng ta sẽ có tài sản khoảng 3,7 triệu đô. Đấy, nhưng mà mọi người đừng tính cao vội nha, mọi người tính cao quá là mọi người sau là tự nhiên là mình cảm thấy mình no luôn đấy mọi người. Đấy, mọi người cứ tính giống như em Lai thôi, cứ tính chắc ăn là 1 đô thôi. Đấy, còn câu chuyện là mai mốt IPO cổ phần lên bao nhiêu, lên càng cao thì chúng ta có khối tài sản càng lớn, đúng chưa? Chào tỷ phú, em chào anh Lai, chào cả nhà UST buổi tối năng lượng, cảm ơn Phan Kiên. Chào tỷ phú Trung Lai nhé, cảm ơn chị Nguyễn Hợp, cảm ơn tất cả các anh chị em cô chú mình. Chào chú Lai nhé, cảm ơn chị anh Vi Tiệp, cảm ơn chị Trịnh Thiết, cảm ơn em Lan Anh, cảm ơn tất cả các anh chị em của chúng mình. Ai muốn lên đây giao lưu với em Lai thì mọi người bấm vào lời mời. Đấy, để em bấm em nhận lời luôn, tại vì đông người thế này em không biết mời ai cả. Mọi người nếu mà ai muốn lên đây giao lưu với em Lai thì cứ mạnh dạn bấm lên. Đấy, em xác nhận lời mời là mọi người lên đây giao lưu luôn. À, giai đoạn cuối rồi không được 100.000 cổ phần thì hơi tiếc. À, cảm ơn Ngô Văn Thiên. À, tuyệt vời quá đúng không ạ? Có những người thì chỉ một vài trăm nghìn là nhiều rồi. Đấy, có những người một vài triệu là nhiều rồi. Có những người một vài chục triệu là nhiều rồi. Nhưng mà có những người vài trăm triệu cổ phần trong tay mà người ta vẫn cảm thấy ít. Đấy, ví dụ như là em Thơ đúng không ạ? Hai vợ chồng em Công, em Thơ đúng không ạ? Hàng trăm triệu cổ phần mọi người. Đấy, hay là ví dụ như thuyền trưởng Triệu Tâm. Đấy, cũng hàng trăm triệu cổ phần nhưng mà vẫn mua thêm, vẫn góp thêm đúng không ạ? Cảm ơn Vũ Ngọc Quyết, cảm ơn Phạm Hương. Chả mấy khi đâu mọi người ạ, cả thế kỷ mới có một cái cơ hội để đến với mình một lần, 4-5 đời mới đến có cái cơ hội để đến với mình một lần. Mọi người nghĩ xem em Lai nói có đúng không? Đấy, trở về từ những năm mà 40, từ cái đời ông Nội nhìn còn sống cho đến giờ, qua 3-4 đời rồi. Không phải cơ hội ngày nào nó cũng có đâu, không phải năm nào nó cũng có đâu, không phải ai cũng may mắn mà được người thân, người được bạn bè chia sẻ cho mình đâu. Đấy, mọi người suy nghĩ xem em Lai nói có đúng hay không. Đó. Và câu chuyện em muốn hỏi mọi người là gì ạ? Tại sao có những người không dám mơ ước là mình giàu? Tại sao thế ạ? Tại sao người ta cũng là người, mình cũng là người mà sao không dám mơ ước giàu là sao? Em chào anh Lai tỷ phú. Cảm ơn Biao, Võ Công Minh Hiếu. Chào cả nhà siêu năng lượng. Em Lai tỷ phú, cảm ơn anh Võ Công Minh Hiếu. Tại sao em muốn hỏi mọi người là tại sao lại có những người lại không dám mơ là mình giàu là sao chẳng? Không dám mơ là như mình có vài trăm triệu. Không dám mơ là mình có tiền tỷ ở trong ngân hàng. Không dám mơ là mình có ô tô để đi. Đấy. Không dám mơ là mình có nhà biệt thự để ở. Tại sao thế ạ? Tại sao người ta cũng là người, mình cũng là người mà sao người ta dám mơ còn mình không? Không dám. Tại sao thế ạ? cảm ơn cô Nguyễn Hà. Đấy, tại sao có những người người ta sẵn sàng gì ạ? Người ta sẵn sàng đầu tư hàng chục triệu, hàng trăm triệu, hàng tỷ, hàng chục tỷ, thậm chí là có thể nói là hàng trăm tỷ luôn. Mà tại sao có những người có 1,2 triệu mà cũng sợ mất là sao? Đây, chấp nhận. Đây, Vũ Ngọc Quyết đây. Em lên em giao lưu, em chia sẻ cho mọi người biết đi, xem là lý do gì mà lại có nhiều người sợ mất tiền thế. Đấy. Hello anh Nam. Hello anh Nam. Hello cả nhà. Nhà đi nha, em tự giới thiệu đi nha. Dạ vâng. Em xin phép hôm nay rất là vui, may mắn được anh Nam gửi lên lại tham gia cái buổi live trực tiếp của anh Nam. Dạ vâng, em xin phép tự giới thiệu, em tên là Quyết, hôm nay em 35 tuổi, hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại Lai Châu. Và em cũng đang là một cổ đông của UST, đồng thời làm đối tác cho quỹ SVKC là Skyward Community để gọi vốn cho tập đoàn mình để phát triển công nghệ. Đó thì em biết đến cái cơ duyên này nó rất là may mắn đấy. Là một người em ở trên mạng xã hội là Facebook, mà em ấy là ở Bà Rịa Vũng Tàu, cách em khoảng hơn 2.000 km. Và em ấy khi em ấy kết bạn và nói chuyện với em
và hai anh em cũng trao đổi và em có một cái cơ hội này, nó tuyệt vời lắm. Thế em cũng chia sẻ là cơ hội gì? Ở đây là cái cơ hội về cái lĩnh vực về giao thông vận tải, nhưng mà nó công nghệ nó thông minh hơn, nó sẽ giải quyết cái bài toán tắc đường, bài toán tai nạn, bài toán về hạ tầng giao thông, và nó giải quyết hầu như triệt để. Đó, chi phí xây dựng của nó cực rẻ và nó hạn chế giải phóng mặt bằng. Thế thì bản thân em cũng là một người kỹ sư về xây dựng, thì khi nhìn các cái hình ảnh cũng như về cái công nghệ của con tàu của mình là em sẽ nhận ra ngay nó cực kỳ là giá trị, cực kỳ là tiềm năng, và nó có một cái thị phần sẽ tương đối là lớn trong cái tương lai gần này. Bởi vì mình chỉ nhìn thấy cái kết cấu về xây dựng, thứ nhất là các đường ray, mỗi trụ neo, rồi con chờ tàu, cũng như là đúng vào cái xu thế của tầm nhìn của thế giới đang cần. Xu thế của thế giới đang cần nó là cái gì? Nó là về cái giải quyết cái bài toán về cái khí thải này, về cái vấn đề ô nhiễm môi trường, năng lượng khí thải. Và tất cả các chính phủ, các quốc gia và xã hội bây giờ là đang hướng đến là tất cả các cái nền kinh tế là hướng đến là khí thải là không carbon, có nghĩa là phi carbon, và một cái nền kinh tế bền vững là không phụ thuộc vào dầu mỏ. Trong đó có cả những cái nước mà cực kỳ chiến lược dầu mỏ lớn như UAE hoặc là Ả Rập Xê Út, đúng không ạ? Đó, thế thì khi em được nhìn thấy cái công nghệ tuyệt vời của con tàu này thì em cực kỳ là thấy là mình cực kỳ là may mắn, cực kỳ là may mắn khi biết đến cái cơ hội sở hữu cổ phần của doanh nghiệp này. Hai nữa thì em cũng chia sẻ thêm cho cả nhà một chút nữa là hôm xưa 15 tháng 8 đúng không ạ, là bác Phạm Nhật Vượng nhà mình đã IPO thành công trên sàn Nasdaq của Mỹ, là hãng xe VinFast đúng không ạ. Và khi em tìm hiểu về xe VinFast của tập đoàn là công ty con của Vingroup của mình đấy, đúng không ạ, là tiền thân đúng không ạ, thì em thấy rằng là VinFast là bác Phạm Nhật Vượng đang đổ rất nhiều tiền vào để làm sao, để thực sự là phải mua công nghệ. Cho nên khi mình đầu tư vào tập đoàn UST thì mình mới thấy là mình đang có một cái lợi thế rất lớn, tức là mình đang tận dụng được cái chất xám trí tuệ của ngài chủ tịch nghiên cứu đến gần 40 năm nay để tạo ra những cái công nghệ, những con tàu ở trong đó, những cái bí quyết công nghệ trong đó mà cực kỳ là khó, nó không phải là ngày 1, ngày 2 hoặc là năm 1, năm 2 mà chúng ta nghiên cứu ra được, đúng không ạ? Cái thứ hai nữa là em lại tiếp tục em đọc một số cái tạp chí và các cái về cái công nghệ về xe, thì em thấy là riêng cái xe ô tô thôi thì nó sẽ có 20 cái thành phần là hợp kim và các kết cấu cũng như là công nghệ trong đó để tạo nên cái xe ô tô hoàn thiện, nhất là ô tô điện bây giờ. Thì mình mới so sánh là con tàu của mình nó đã được ngài chủ tịch và các kỹ sư rồi tiến sĩ giáo sư cao cấp để nghiên cứu ra tất cả các cái loại vật liệu. Và bởi vì bản thân em là một kỹ sư xây dựng cho nên em rất thích về cái vật liệu và về cái kỹ thuật, cho nên em mới thấy là tại sao tập đoàn mình dám khẳng định con tàu của mình là 25 năm mới phải bảo trì. Giống như chúng ta gọi là đi cái xe máy ra thay nhớt đấy, nó gọi là bảo trì, đúng không ạ? Đó, còn là cái ô tô thay nhớt hàng tháng hoặc hàng năm đấy, đúng không ạ? Hoặc là cái đường ray kết cấu của mình là tại sao lại từ những lúc mà khí hậu khắc nghiệt nhất là 50 đến thậm chí là 100 năm mới phải bảo trì cái đường ray đấy. Và khi em đọc một số cái tài liệu của trong công ty mình ấy, thì em mới thấy là cái kết cấu đường ray của mình là riêng cái vỏ cái kết cấu sắt của mình ấy đang muốn là một cái hợp chất mà thay thế được sắt nữa. Có nghĩa là úp mũ trên cái đường ray đấy nó là cái sắt hợp kim là cường độ chất lượng cao, nhưng riêng cái vỏ bọc của đường ray đó thì nó là một hợp chất gọi là composite, nó sẽ có cái kết cấu tương đương với lại thép hoặc là nhôm. Và trong cái đường ray đấy thì bọn em thấy tiếp tục nữa là nó có một cái hợp chất nữa là hợp chất về cái bê tông đặc biệt ấy, thì nó cực kỳ là khó. Thì nói qua một chút là cô chú anh chị sẽ thấy là cái giá trị của tập đoàn mình sở hữu cổ phần nó giá trị như thế nào. Tức là khi chúng ta đổ một bê tông mái nhà thôi mà chúng ta thấy nó lỗ rộp như chân chim, đúng không ạ? Thế mà một cái kết cấu đường ray mà nó lại chịu được tốt như thế, các cái sợi cáp nó liên kết với nhau và cái thành phần bê tông mà nó lại bơm vào trong đấy mà nó không có tạo lỗ rộng, thì mới thấy là cái công nghệ bí quyết chất xám của mình phải nói là rất là đẳng cấp, rất là khó. Nó không thể ngày một ngày hai mà nó nghiên cứu ra, đúng không ạ? Hai nữa, hôm qua là em cũng chia sẻ thêm sâu một chút là cái bí quyết công nghệ, thì cần nói là một cái bí quyết nhỏ thôi là mình đang khó đây này, là cái bí quyết phanh cái con tàu của mình. Là tại sao khi hành khách lên con tàu hoặc là đi về nhà ga nó không có bị lao người đi hoặc không bị lực quán tính, thì mình mới thấy là cái bí quyết ngoài cái phanh cơ học của mình thì mình sẽ trợ lực bằng cái bí quyết là vật lý học, tức là phanh bằng dòng điện xoáy. Thì cảm giác con tàu nó hãm thì nó sẽ êm và nó không có bị lực quán tính đi là lao đi về hành khách. Cho nên những cái chi tiết cực kỳ là nhỏ thế thôi thì cô chú anh chị sẽ hình dung ra
là cổ phần của mình. So với sánh với hôm qua chỉ cần hôm kia thôi là cổ phần của xe VinFast đi ạ, đúng không ạ? Thì mình sẽ biết là nó giá trị về tương lai nó như thế nào. Bởi vì cổ phần của xe VinFast IPO đã sòng sàng lên trên 20 đô và chốt trong phiên giao dịch ngày cuối là 37 đô. Hôm nay em đang đọc là nó 30 đô đúng không ạ? Vậy thì cô chú anh chị cứ hình dung ra là riêng cái lĩnh vực công nghệ xe điện thôi thì UST của mình đã có cả hết rồi. Ngoài ra còn có cả máy bay điện, máy bay không người lái, thành phố tuyến tính, công nghệ hạ tầng vận tải đường dây trên cao, nó là độc quyền số 1. Đúng không ạ? Thì chúng ta chỉ cần ba cái đấy thôi thì chúng ta đã biết là hệ sinh thái của chúng ta khủng khiếp thế nào. Thì em cực kỳ là may mắn hôm nay là có anh Na, cũng như là cái cơ hội này là mình là được có cái duyên cái phước mà mình được sở hữu một cổ phần của một tập đoàn mà được đánh giá nó sẽ là có cái giá trị lớn nhất trong cái tương lai gần, và nó vượt qua tất cả các cái tập đoàn lớn như bây giờ, ví dụ như là Apple, ví dụ như Microsoft, hoặc là như Tesla, hoặc là như Meta, Facebook cũng ạ, nó lớn hơn rất nhiều. Chúng ta cứ hình dung tưởng tượng ra, sản xuất một cái điện thoại bán 1.000 đô la thì bán bao nhiêu cái điện thoại mới được 1 tỷ đô la đúng không ạ? Vậy mà hôm nay vốn hóa của Apple nó là gì? Là 3.000 tỷ đô la. Như vậy là chúng ta chỉ cần xây dựng 1 km thôi thì chúng ta cũng phải có vài triệu đô la. Và nếu như cứ 10 triệu đô la 1 km thì chúng ta xây dựng 100 km thôi thì chúng ta sẽ ra 1 tỷ đô la. Đó chỉ là cái lợi nhuận thô của doanh nghiệp, lợi nhuận thô của công trình xây dựng thôi. Nhưng sau này chúng ta sẽ có lợi nhuận dòng rất lớn, tức là lợi nhuận về vận hành, về hành khách, về vận tải hàng hóa. Hàng hóa là cả trên bờ, dẫn dưới biển, cả biển ạ, đúng không ạ? Trên chúng ta sẽ có một cái thị phần rất là lớn, kinh khủng trong cái ngành vận tải giao thông, vận tải toàn cầu. Và em xin phép rất là cảm ơn anh Nai có cái buổi mời em đến đây để chia sẻ được bằng cái cảm nhận cũng như cái suy nghĩ của mình khi sở hữu được cái cổ phần doanh nghiệp của UST. Cảm ơn em rất là tuyệt vời. Những lời chia sẻ của em anh cảm thấy là tràn đầy năng lượng. Anh muốn hỏi em thêm là khi mà em tham gia vào tập đoàn, đầu tư vào tập đoàn, góp vốn vào tập đoàn, thì em có gặp cản trở bị người thân của mình, người thân trong gia đình, bạn bè của mình ngăn cản không? Dạ vâng, em cũng chia sẻ thật với lại tất cả mọi người. Bởi vì cái khi một cái cơ hội nó đến với mình ấy, thực sự là không phải ai cũng nhìn thấy đâu. Bởi vì chúng ta bây giờ là chúng ta phải chắt lọc thông tin, chúng ta phải bằng cái trí tuệ, bằng cái mà phải hỏi những con người trong cái lĩnh vực đó, trong cái lĩnh vực đó, và nhất là trong lĩnh vực đầu tư này, là nó thực sự là cần một cái sự phản biện, và cần một cái tư duy nó rất là nhanh, không cần phải học cao hiểu rộng đâu mới là phản biện, đúng không ạ? Và em chỉ hình dung đơn giản này, hóa ra mình đang đầu tư vào giao thông, nó là thiết yếu của xã hội. Cho nên khi chúng ta đào sâu đi nữa thì chúng ta mới thấy cơ hội này, tại sao chúng ta lại đầu tư vào cổ phần doanh nghiệp này. Bởi vì nó có nhiều điều khác biệt so với các ngành giao thông truyền thống. Và tất nhiên là mọi một cơ hội nào thì tất nhiên là đi lên và chúng ta sẽ có bị rào cản. Rào cản thứ nhất là mọi người, những người ngoài cuộc không hiểu. Rào cản thứ hai là rào cản truyền thông báo chí. Rào cản thứ ba nữa là rào cản là mình không dám vượt qua bản thân mình. Cho nên có ba cái rào cản đấy thì chúng ta bắt buộc chúng ta phải làm sao? Phải thực sự nghiêm túc. Nghiêm túc một tiếng không hiểu thì nghiêm túc nửa ngày. Nghiêm túc nửa ngày không hiểu thì chúng ta nghiêm túc hàng vài ngày, thậm chí một tuần. Để chúng ta có nghiêm túc tìm hiểu được một cái cơ hội thì chúng ta sẽ nhìn nhận ra đây là một cơ hội cực kỳ là lớn, cực kỳ là đáng giá. Và thương vụ này đầu tư là cực kỳ là giá trị ạ. Cảm ơn. Cảm ơn em. Anh lại muốn hỏi em thêm 1-2-3 câu nữa. Ví dụ như là mỗi một lần mà em tham mưu tư vấn cho những khách hàng nhà đầu tư mới thì số đông người ta sẽ phản biện là: anh ơi, chị ơi, trên TV báo chí nói là tập đoàn đa cấp là lừa đảo, là bánh vẽ. Vậy thì em sẽ trả lời như thế nào để cho những người mới người ta hài lòng và người ta yên tâm góp vốn vào tập đoàn? Dạ vâng, em cũng rất là đơn giản thôi. Ok, cái đấy là cái góc nhìn của các cô chú anh chị, và em cũng là nhìn như vậy. Trước khi biết đến tập đoàn này là chúng ta cứ tin tưởng vào truyền thông báo chí hoặc là VTV là đúng. Nhưng mà đó chỉ là một cái góc nhìn thôi. Giống như hai con người, một người thì bảo số 6, một người bảo số 9, ông nào cũng muốn đúng muốn sai. Nhưng khi đó chỉ là một khía cạnh, khi một cơ hội, một thông tin gì bắt buộc các cô chú, các anh chị
là phải chắt lọc rất nhiều thông tin để có sự chắt ghép, phản diện với nhau thì nó mới ra. Nếu như tập đoàn của chúng ta mà chỉ có vào truyền thông báo chí Việt Nam thôi thì nó là không đúng sự thật. Bởi vì lý do làm sao? Bởi vì tập đoàn này là một tập đoàn làm ăn rất là nghiêm túc. Hai nữa là đã được đặt vào trong trung tâm công nghệ đổi mới SARA của UAE. Đó là một trong những nước rất là tiến bộ, rất là phát triển và có trí tuệ rất là lớn. Cho nên khi chính phủ người ta đã cho đặt một cái công nghệ ở trong đó thì người ta sẽ rất là nghiêm túc hơn là những người gọi là truyền thông hay là báo chí hay hoặc là VTV mà nói nó không đúng sự thật. Bởi vì các cô chú anh chị biết là đầu tiên chúng ta tin là phải tin vào chính phủ đã, đúng không ạ? Đấy đầu tiên là giá trị hơn rất nhiều. Hai nữa, khi chính phủ đã quyết định, đã gọi là lựa chọn để làm chiến lược, để làm đối tác, để làm một trong các cái lĩnh vực phát triển đầu ngành của đất nước, thì bắt đầu mới các gọi là các cái nhóm kinh tế cũng như là các cái tập đoàn doanh nghiệp rồi kết hợp hợp tác với nhau, rồi mới đến thông tin truyền thông báo chí. Mà khi các cô chú anh chị có một cái cơ hội gì đó mà cô chú anh chị thấy truyền thông mà nó nói đúng hết á, thì lúc đó nó không đến được mình. Em chỉ lấy ví dụ thôi, ví dụ như đồng Bitcoin đấy ạ, đúng không ạ? 25 đến 28 nó nói xấu ầm ầm ấy, đúng không ạ? Tại sao hôm nay này truyền thông không nói lại bảo đồng Bitcoin nó tốt mà chỉ toàn không nói xấu thôi? Hay là cái xe taxi công nghệ Uber Grab ấy. Grab ở Hà Nội, ở thành phố Hồ Chí Minh, thì tất cả thành phố Việt Nam bây giờ là nó cứ xuất hiện nhàn nhán. Cũng ngày xưa em đi học ấy, cũng 22, 23 cũng nói xấu Grab là taxi ảo, taxi không có thật, taxi gì mà chả có cái xe nào, đúng không ạ? Vậy thì em thấy là UST, khi cô chú anh chị chỉ cần nghiêm túc một chút, nếu như người thông minh chỉ cần nhìn cho có 2, có 5 phút thôi là nó ra. Một là tất cả các anh, các chị cổ đông nhà mình đã đi không phải là một lượt, mà có những anh chị đi 4 lượt rồi. Người ta trực tiếp đi vào con tàu ấy rồi, sờ con tàu ấy rồi, gặp ngài chủ tịch, vào trong các văn phòng thiết kế, gặp cả các đội ngũ kiến trúc sư, vào cả nhà xưởng để xem sản xuất con tàu ấy. Thế thì đây đầu tiên đó là sản phẩm thật ạ, đúng không ạ? Cái thứ hai, nó lại được quốc vương của Sara này đi trên con tàu đó, bắt tay, hậu thuẫn và để làm trong chiến lược, những cái thông tin là chiến lược phát triển kinh tế của họ. Thì phải hỏi là tập đoàn của mình phải có cái tiềm năng, quy mô, giá trị, rồi là cái độ uy tín như thế nào. Thì một chính phủ mới đặt vào cái lĩnh vực phát triển kinh tế của họ, đúng không ạ? Ví dụ như em chỉ chia sẻ một chút là xe của Bác Vượng thôi, bây giờ IPO rất thành công, một trong những hãng xe lớn nhất thế giới, đúng không ạ? Nhưng mà làm gì đã được chính phủ Việt Nam đưa vào trong chiến lược phát triển kinh tế của đất nước Việt Nam, đúng không ạ? Đấy, chỉ nói là đất nước Việt Nam thôi, chứ em chưa nói là đất nước UAE hoặc là một số đất nước ví dụ như là Nga hoặc là Ấn Độ hay gì, đúng không ạ? Đúng không ạ? Đó, thì chúng ta phải bằng cái đầu óc tư duy một chút, nó giống như trẻ con thôi, 1+1 thôi, thì chúng ta phải nghiêm túc, 1+1 cứ nó bằng 2 đi đã, đúng không ạ? Xong là tiếp tục chúng ta sẽ bằng một số cái thông tin nữa, thì chúng ta sẽ nhìn thấy à, hóa ra là mấy ông VTV kia chỉ đi viết bài, các ông chả hiểu cả, bởi các ông ấy chỉ đi viết bài thì lấy tiền thôi. Mà em cũng chia sẻ một chút cô chú anh chị về cái lĩnh vực bây giờ là truyền thông báo chí, là khi tìm hiểu một cái lĩnh vực gì, một cái thông tin gì, thì bắt buộc chúng ta phải có một chút đó gọi sự phản diện. Bởi vì bây giờ là báo cũng là báo điện tử, VTV cũng là VTV điện tử, cho nên là càng lượt view, lượt like, có nghĩa là khi người ta đưa lên có nghĩa là một cái sự thật nào đó chưa chắc đã nói được hết, hoặc là một số cái phải bóp méo đi để làm sao để người lượt like, lượt tương tác, bởi vì nhiều người đọc, người xem thì người ta mới thu được tiền, đúng không ạ? Làm gì làm cuối cùng nó vẫn là doanh thu, đúng không ạ? Cho nên là một cái thông tin gì thì bây giờ đòi hỏi, bây giờ là thời đại của công nghệ thông tin, thì bắt buộc chúng ta làm sao là phải có sự phản diện, sự chắt ghép, sự tinh lọc, cũng như là một cách là tin tưởng thêm một chút, thì chúng ta sẽ nhận diện được trắng đen, phải trắng và đúng sai, đơn giản thế thôi ạ. À, cảm ơn em. Vậy, rất là tuyệt vời, đúng không? Anh muốn hỏi em là thế này nhá, anh muốn hỏi em là nãy em bảo em là đang sống ở Lai Châu, thế em dân tộc gì nhỉ? Em dân tộc Kinh anh Mai. À thế à, em là dạ. Dân tộc Kinh à, tuyệt vời quá. Dạ vâng. Em khi mà em tham gia vào đây thì người bạn đời của em, cụ thể là người vợ của em ấy, có đồng hành cùng với em không, có ủng hộ 100% không, hay là có ngăn cản, có khó dễ gì không, em có thể chia sẻ cho mọi người biết được không? Phản đối Kinh đầu tiên anh ạ, nhưng dần dần thì nước chảy đá mòn,
và sự bằng sự kiên trì, sự bền bỉ và bằng cái sự thật thì nó không thể nào là dối được. Nên sự thật cuối cùng nó vẫn là thật thôi. Cho nên là tất cả các cô chú anh chị hãy cứ kiên trì bền bỉ với cơ hội này thì chắc chắn là chúng ta sẽ thành công. Đơn giản là thế thôi. Đấy là bí quyết của em. Anh lại muốn hỏi em thêm là tức là em tham gia vào từ lúc 2019 hay là 20 nhỉ? Em đầu 2021 anh lại. Đầu 2021 à? Bây giờ anh lại muốn hỏi em thế này. Tức là nếu như hôm nay là thứ 5 à? Dạ. Vâng. Hôm nay là thứ 5. Nếu như mà thứ 5 tuần sau mà tập đoàn nghỉ huy động vốn nữa mà có ai đó mà mang tiền đến đưa cho em 30 tỷ mua lại tất cái số cổ phần em đang có thì em có bán không? Chắc chắn là em sẽ không bán rồi. Bởi vì em chỉ lấy đơn giản thôi. 1 triệu cổ phần của chúng ta đã được định giá là 24 tỷ rồi. Tức là 1 đô một cổ phần, tức là khi chúng ta sở hữu 1 triệu cổ phần, đó là 1 triệu đô la, đó là định giá thấp nhất. Như vậy là khi mà tập đoàn của chúng ta đấy là định giá từ 2013 bằng mỗi cái tài sản là cái công nghệ đường dây thôi. Chúng ta chưa đưa hết tất cả các cái tài sản trí tuệ để định giá của ngài chủ tịch. Như ngài chủ tịch đã nói, nếu như tôi đưa hết vào cái tài sản trí tuệ mà khi định giá, đưa hết rồi nhưng mà chưa để công bố để định giá thì sẽ làm cho các cơ quan hoảng sợ. Cho nên là chúng ta phải hình dung ra này, tài sản của chúng ta sau này nó không phải là một đô la đâu. Các cô chú anh chị em không cần phải nói đến UST, bởi vì hôm xe VinFast IPO một cái xe điện thôi mà bây giờ là xe điện của bác Vượng bây giờ phải cạnh tranh đến không dưới 20 hãng xe khác nhau, đúng không ạ? Mà nó IPO nên đã thấp nhất là khoảng 19-20 đô la rồi. Đó là ngày đầu tiên chào sàn. Vậy thì chúng ta có 1 triệu cổ phần IPO, chúng ta chờ đợi kiên trì, cứ em cứ gọi là 3 đến 5 năm nữa đi, đúng không ạ? Vậy như em chỉ cần lấy nó 10 đô la thôi thì 1 triệu cổ phần nó, thì các cô chú anh chị cứ hình dung ra nó sẽ là 10 triệu đô la. 10 triệu đô la so với tài sản bây giờ nó sẽ là bao nhiêu ạ? Nó rơi vào khoảng 230 đến 240 tỷ tiền Việt Nam, đúng không ạ? Đúng không ạ? Cho nên là không dại gì chúng ta lại đi bán cái lúa non của mình đi và chúng ta lại đi chặt cái cây của chúng ta đi. Đó chỉ là cái gọi là lợi nhuận ròng. Nhưng mà để mà nắm giữ cổ phần doanh nghiệp thì chúng ta nó sẽ giống như là cái cây ATM in tiền thụ động cho chúng ta. Sau này chính là chúng ta nhận cái cổ tức, mà cổ tức của doanh nghiệp này nó sẽ rất là lớn, đúng không ạ? Cho nên là chúng ta dại gì mà đi chặt cái cây tiền của chúng ta đi ạ. Đúng không anh Na? Không có dại. Khi ai mà đã hiểu kỹ về tập đoàn UST thì em nghĩ chắc chắn cổ phần của chúng ta sau này phải nắm rất chặt, nắm rất chắc ấy. Chỉ sợ nhất là lúc này tinh thần đời nào. Thật là tuyệt vời đúng không ạ? Thế thì anh lại muốn hỏi em thế này nhé. Trong lúc mà mình làm nhà đầu tư, trong lúc mình làm đối tác hỗ trợ cộng đồng ấy, thì chắc chắn là sẽ rất nhiều người thân, anh em trong gia đình, bạn bè, là sẽ tạo thành một cái khoảng cách. Đó, người ta không tin vào tập đoàn, chứ không phải là người ta không tin vào những nhà đầu tư hay là những đối tác như anh em mình. Người ta không tin vào tập đoàn, hoặc người ta quá tin vào truyền thông, báo chí. Thì nó sẽ tạo thành một cái khoảng cách giữa người thân và mình, giữa bạn bè và mình, và giữa những mối quan hệ nóng ấm và mình. Đó, thì em có cảm thấy là mình mất năng lượng, hay là mình cảm thấy buồn, hay là em có muốn qua đây, em muốn gửi gắm gì đến cộng đồng? Để cho tất cả mọi người có thể qua cái lời em nói có thể là hiểu thêm được về cái tâm trạng của em. Ok nha. Thực sự chia sẻ với cả nhà này, cũng phải nghiêm túc thật là mọi sự thành công thì nó cũng giống như là cái máy bay hoặc là con cá đấy. Con cá muốn đi lên được dòng nước ngược thì bắt buộc phải bơi dòng nước ngược. Con cá khi xuôi dòng tức là con cá đã chết rồi. Cái máy bay nó lên được thì nó phải có lực cản. Cho nên đó mới là cái cơ hội của chúng ta. Và em cũng rất là cảm ơn những người mà đã gọi là từ chối. Bởi vì khi cái cơ hội này nó đưa ra đấy, 100 người ấy, em chỉ cần nói 30 người mà nó đón nhận thôi, 20 người thôi ạ, thì chắc chắn sẽ không đến lượt em. Đó mới là cái cơ hội của chúng ta. Và người giàu là em thấy là rất là thông minh. Ông Jack Ma ông đã từng nói rồi, khi tôi đưa một cái lĩnh vực, một cái ý tưởng và một cái cơ hội nào cho 100 người thì nếu mà 90 người gật đầu, chỉ cần 50 người gật đầu thôi là tôi đã bỏ đi, chưa cần nói 90 người. Nhưng khi tôi đưa một cái cơ hội nào mới, một cái lĩnh vực mới, một cái ý tưởng mới, chỉ cần 2 người đồng ý thôi. Đó mới là cách, và cái cách của ông ấy là,
Và cái cách của ông ấy, tất cả các tỷ phú này là, tức là một cái cơ hội, một cái lĩnh vực nó đột phá nào thì phải là đám đông chưa biết đến. Chứ còn khi nó biết đến rồi thì tất tần tật là sẽ không phải là cơ hội cho chúng ta nữa. Nhưng mà theo em thấy là nếu mà những con người mà chỉ cần có một sự gọi là nhìn nhận một chút thôi, thì em thấy UET thì nó chả có cái gì nó giấu giếm cả. Bởi vì con tàu nó chạy sờ sờ trên cái đường ray, nó chạy rầm rầm rồi, đúng không? Đúng không? Cái chẳng qua nó để nó có thời gian, nó giống như cái cây thôi ạ. Hôm nay nó 1 năm tuổi thì nó đã cao 1 mét, nhưng tầm 5 năm nữa thì nó sẽ cao vài chục mét, đúng không ạ? Cho nên nó phải cần có thời gian. Đứa trẻ chúng ta nuôi như thế cũng phải 18 tuổi mới đầu nó biết bò, biết đi, rồi nó biết chạy, đúng không ạ? Chứ nó không thể vù một phát như thánh gióng, nó đẻ phát nó chạy vù phát được. Đúng không ạ? Thì cái lĩnh vực đầu tư giá trị của chú anh chị thì càng để lâu tài sản của chúng ta càng giá trị, và cái lĩnh doanh nghiệp của chúng ta đấy càng lâu thì doanh nghiệp này càng giá trị. Bởi vì á, nó không phải là một tuyến đường vận tải đâu cô chú anh chị ạ, nó sẽ rất là nhiều tuyến vận tải. Và em cũng như anh Nai cũng như các cổ đông UST ở đây hình dung ra là sau này chúng ta ngủ châu Âu, châu Phi, châu Mỹ nó đi thì tiền nó cứ chảy ầm ầm ấy, đúng không ạ? Đó là sự nghiêm túc thật lòng với cô chú anh chị. Bởi vì cô chú anh chị cứ hình dung ra là làm sao mà dân đen chúng ta bây giờ có cửa sở hữu được cổ phần của một cái tuyến đường BOT cao tốc của Việt Nam thôi ạ. Nó toàn là chính phủ, toàn là các tập đoàn doanh nghiệp lớn của Việt Nam thôi, tập đoàn kinh tế, rồi là các quỹ ngân hàng lớn. Chứ còn dân đen mình làm sao mà có cửa? Đó chỉ là một cái đoạn đường thôi, chứ em không nói là một tuyến đường đâu nhé, đúng không? Nhưng mà ở đây khi chúng ta sở hữu cổ phần của UET là chúng ta sẽ sở hữu về toàn bộ sở hữu công nghệ ở trong đó. Đây, hai nữa là chúng ta sở hữu toàn bộ tất cả các cái tuyến đường sau này chúng ta khai thác, sử dụng, vận hành, đúng không? Chúng ta sẽ được hưởng lợi ở đó. Chứ nó không phải là một tuyến đường, mà nó là toàn cầu, nó liên quan đến tầm vĩ mô toàn cầu. Chứ nó không phải là một tuyến đường của ở một Việt Nam, hoặc ở Trung Quốc, hoặc ở Indo, hoặc ở Nga, hoặc là ở UAE, đúng không ạ? Nó là toàn cầu. Cho nên là một đồng của chúng ta vào đây nó sẽ bật lên hàng nghìn đồng, nó là lý do đó. Thế em nhìn thấy ở cái vấn đề đó. Tuyệt vời. Ok nha. À, gì nhỉ? Anh thì anh lại có những cái mà anh nhận định về tập đoàn ấy. Tức là cái tiềm năng của tập đoàn thì có thể anh em mình sẽ không thể nào mà phân tích hết được cái tiềm năng của tập đoàn đó. Nhưng mà qua lời chủ tịch nói thì chủ tịch có nói thế này: trong thế kỷ 21, thế giới này sẽ cần khoảng là 20 triệu km đường giao thông UST của chúng ta. Đó. Và mọi người hãy chờ em like một chút nhé. Chờ em like một chút để em like lấy máy tính là bấm thành tiền xem nó khoảng bao nhiêu tiền nhé. Đấy. Hai mươi triệu km đường nhân với 10 triệu thì nó ra là 200.000 tỷ đô. Đấy. Dạ vâng. Dạ vâng. Tức là nó ra cái con số là 200.000 tỷ đô, mà trong khi đó là hệ sinh thái của tập đoàn là ông chủ tịch có hệ sinh thái là gần 200 cái bản phát minh sáng chế. Đây chỉ là một món thôi. Đấy, giao thông chỉ là một món thôi. À, cầu cảng siêu nhẹ là một món riêng, motor điện là một món riêng, à, công nghệ các thành phố tuyến tính là một món riêng, máy bay là một món riêng, à, mùn vi sinh là một món riêng, và còn rất nhiều thứ khác nữa. Đó, mọi người ạ, tức là số tiền chúng ta đừng lo thiếu tiền. Đấy mọi người ạ, tham gia vào trong tập đoàn chúng ta đừng lo thiếu tiền, mà chúng ta hãy lo thiếu hai cái. Một là chúng ta có quá ít cổ phần. Cái thứ hai là chúng ta có quá ít thời gian để mà hưởng thụ. Mọi người ạ, đôi lúc trong cuộc sống có những người thì tin đây là một cơ hội tốt, có những người không tin, và người ta sẽ không bao giờ tin là có một cơ hội tốt, đúng không ạ? Và có những người dám ước mơ, có những người dám hành động, có những người ước mơ bỏ đấy không hành động. Cũng giống như em Lai đây, cũng giống như em Quyết đây, cũng giống như tất cả các anh chị em của chúng mình thế thôi. Tại sao lại có người biết đến cơ hội 5 phút, 10 phút, 30 phút, 1 tiếng sẵn sàng đầu tư góp vốn, nhưng có những người biết đến 1 tháng, 2 tháng, 1 năm, 2 năm, thậm chí là có những người biết cách đây 5, 6 năm rồi
không góp một đồng tiền nào. Tại sao thế ạ? Tại sao có những người biết 5, 6, 7 năm nay rồi không góp một đồng vốn nào? Đấy, hay là người ta sợ mất tiền đúng không ạ? Hoặc là người ta chưa tin, hoặc là người ta có quá nhiều lý do, có thể người ta tin quá nhiều vào TV, đài báo. Đó mọi người ạ. Và qua đây thì em Lai lại muốn gửi gắm đến anh chị em của chúng mình là thế này. Tất cả những cái sự vật ở trên cái thế giới này nó được sinh ra thì nó đều có sứ mệnh của nó mọi người. Tất cả những cái vật nó được sinh ra ở trên cái thế giới này nó đều có cái sứ mệnh, nó đều có tác dụng của nó. Đấy, máy bay nó sinh ra làm gì ạ? Để hỗ trợ cho chúng ta có thể là vận chuyển đi đây đi kia nhanh hơn, đúng không? An toàn hơn. Con tàu nó sinh ra để thay thế giao thông cấp 1, giao thông cấp 3, đúng không ạ? Cả thế giới này gặp vấn nạn tai nạn giao thông, tắc đường, ô nhiễm môi trường, đó là giao thông cấp 1. Ô tô, xe máy, tàu hỏa hiện tại bây giờ chúng ta đang đi ở trên mặt đất gọi là giao thông cấp 1, đúng không ạ? Không những là ô nhiễm không khí, ô nhiễm nguồn nước, đúng không ạ? Ô nhiễm môi trường, mà chúng ta còn gặp cái gì nữa? Chúng ta gặp cái cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên, đúng không ạ? Khai thác dầu thì nó cũng đến một lúc nó cũng hết, đúng không ạ? Nó là một nguồn tài nguyên có hạn đó. Và nếu như ai, đúng không ạ, ai đã từng nghe được rất nhiều bài báo, rất nhiều phóng sự nói là thế giới đang chuyển mình để sử dụng động cơ điện, đúng không ạ? Thì mọi người thấy là tập đoàn UST là một tập đoàn đi đúng xu thế, phát triển đúng xu thế, đúng không ạ? Hoàn toàn bằng điện hết, tàu điện, ô tô điện, máy bay điện, đó, được chưa ạ? Và công nghệ thì chủ tịch Anatoly là người phát minh, đúng không ạ? Công nghệ cốt lõi, ông chủ tịch có gần 200 bằng phát minh sáng chế. Vậy chúng ta có tự hào không ạ? Chúng ta có tự hào là chúng ta góp vốn vào, chúng ta đồng chủ sở hữu công nghệ của tập đoàn UST, có nghĩa là chúng ta cũng là những ông chủ, chúng ta cũng là những bà chủ, chúng ta được hưởng lợi, đúng không ạ? Chúng ta được hưởng lợi bền vững một đời, hai đời, ba đời và thậm chí là nhiều hơn. Đó mọi người ạ. Đó, cho nên là qua đây thì em Lai muốn gửi gắm đến tất cả các anh chị em cô chú trên mọi miền đất nước. Ai được người thân, được bạn bè chia sẻ cho mình, hãy tìm hiểu cơ hội đầu tư vào tập đoàn UST, làm giàu cùng với tập đoàn UST. Thì mọi người hãy dành ra một khoảng thời gian nhất định để mình tìm hiểu, được chưa ạ? Buổi đầu live stream thì em Lai cũng chia sẻ thế này: 1,2 triệu thì chúng ta làm được cái gì? 1,2 triệu cũng làm được rất nhiều việc mọi người ạ. 1,2 triệu có thể mua được đâu đó khoảng 100 kg gạo. 1,2 triệu có thể mua được 2-3 bộ quần áo. 1,2 triệu có thể mua được vài đôi giày, đôi dép, đúng không ạ? 1,2 triệu có thể làm được một mâm cơm thịnh soạn, đúng không ạ? Và 1,2 triệu cũng làm được rất nhiều thứ. Nhưng 1,2 triệu nó có thể là gì ạ? Đưa chúng ta đến với một cái tầm cao mới, đưa chúng ta đến với một cái cơ hội mới, đưa chúng ta đến một cái lĩnh vực mới, đưa chúng ta đến một cái môi trường mới mọi người ạ. Mọi người hãy tưởng tượng đi, có một câu này mà em Lai rất là thích, đó là gì ạ? Chơi với 5 người, người bạn, đúng không ạ? Chơi với 5 người xì ke thì chúng ta là người xì ke thứ 6. Chơi với 5 người trộm cắp thì chúng ta là người trộm cắp thứ 6. Chơi với 5 người thành công thì có thể chúng ta sẽ là người thành công thứ 6, đúng không ạ? Cảm ơn em Vũ Ngọc Quyết rất là nhiều. Vậy đã bao giờ anh chị em của chúng mình tưởng tượng là chúng ta chơi với hàng trăm nghìn người, hàng trăm nghìn nhà đầu tư Việt Nam, hàng trăm nghìn người có tư duy làm giàu, hàng trăm nghìn người có khao khát, có kiến thức, có tư duy làm giàu, làm giàu toàn cầu. Vậy thì chúng ta tham gia vào, chúng ta có tự hào không ạ? Chúng ta có sợ mất tiền không ạ? Xin thưa với mọi người không cần sợ mất tiền. Có nhiều lý do để mọi người không cần sợ mất tiền. Lý do thứ nhất, tập đoàn này không vi phạm pháp luật trên toàn cầu. Lý do thứ hai là tập đoàn có thật, con người có thật, sản phẩm có thật, đúng không ạ? Không vi phạm pháp luật trên toàn cầu. Đặc biệt là pháp luật Việt Nam chúng ta cũng không cấm. Người dân Việt Nam chúng ta là người dân toàn cầu luôn mọi người ạ. Chúng ta là công dân Việt Nam nhưng chúng ta cũng là công dân toàn cầu. Toàn cầu cũng không
cấm chúng ta đầu tư làm giàu trên toàn cầu. Luật pháp Việt Nam chúng ta cũng vậy. Chúng ta là công dân Việt Nam sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật. Chúng ta được làm những việc mà pháp luật Việt Nam không cấm. Ví dụ TV đài báo có thể nói là Bitcoin là đa cấp, là bánh vẽ, là lừa đảo, nhưng pháp luật Việt Nam không cấm người dân Việt Nam chúng ta sở hữu, đúng chưa? Hay là TV đài báo có nói là đồng tiền bi, là đồng tiền ảo, là đồng tiền crypto, đồng tiền số, đồng tiền gì đó, nhưng pháp luật Việt Nam của chúng ta cũng không cấm người dân của Việt Nam chúng ta khai thác, nắm giữ, đúng không ạ? Cổ phần UST cũng vậy mọi người ạ. Đó, em xin nhấn mạnh cái chỗ này, cổ phần của UST cũng vậy. Người dân Việt Nam chúng ta được quyền, đúng không ạ? Chúng ta được quyền đầu tư, nắm giữ cổ phần của tập đoàn UST này. Tại sao ạ? Tại vì pháp luật không cấm, đúng không ạ? Pháp luật không cấm. Thứ hai là một tập đoàn khổng lồ lớn nhất của thế kỷ 21. Tập đoàn đa ngành nghề, đa ngành nghề. Em xin nhấn mạnh cái chỗ này là đa ngành nghề. Có rất nhiều những sản phẩm mà 8 tỷ người này cần sử dụng. Được chưa? 8 tỷ người cần sử dụng mà sử dụng hàng trăm năm thì đồng nghĩa với việc là nguồn tiền sẽ chảy về tập đoàn rất là nhiều. Vậy lý do gì mà chúng ta đứng ngoài, lý do gì chúng ta không nắm giữ cổ phần của tập đoàn để chúng ta được hưởng lợi, hay chúng ta đợi cho tập đoàn hoàn thiện rồi chúng ta xin vào làm công nhân, hay chúng ta đợi cho tập đoàn xong rồi chúng ta lùa con cháu của chúng ta vào đấy, mày vào đấy mà xin đi con, vào đấy mà xin việc đi con, ở đấy có nhà máy, ở đấy có phân xưởng đó con, vào đấy mà làm công nhân, vào đấy mà làm kế toán, vào đấy mà làm bảo vệ, vào đấy mà làm lái xe, vào đấy làm bốc vác, không đâu. Chúng ta cần phải suy nghĩ theo cách mới, đúng không ạ? Chúng ta cần phải suy nghĩ theo cách mới nếu chúng ta muốn có kết quả mới, đúng chưa? Tại sao người ta dám mơ ước giàu còn chúng ta thì không? Tại sao người ta dám đầu tư còn chúng ta thì không? Đúng chưa? Chúng ta cũng là người, họ cũng là người, đúng không ạ? Chả có hơn nhau cái gì cả. Chỉ có hơn nhau cái là gì ạ? Ai may mắn được người thân, được bạn bè chia sẻ cho mình cơ hội. Ai là người có kiến thức để đọc bài báo, để nghe phóng sự, để hiểu được, để phân tích bài báo, để phân tích phóng sự, để hiểu được tập đoàn này có thật hay không, sản phẩm của tập đoàn này có thật hay không, có vi phạm pháp luật trên toàn cầu hay không, đúng không ạ? Chỉ hơn nhau một tí kiến thức thôi mọi người, hơn nhau một tí kiến thức thôi và hơn nhau một tí thông tin, được chưa? Vẫn là một thông tin, đây là một tập đoàn tốt. Nếu chúng ta nghe những người đã từng sang tập đoàn, những người đã ngồi lên con tàu, đã vào tận nhà máy, đã vào tận phân xưởng, đã gặp tận ông chủ tịch, đã gặp được những kỹ sư của tập đoàn, có đáng tin hơn là chúng ta nghe một ai đó ngồi ở Việt Nam viết bài, làm phóng sự, trong khi đó người ta còn chưa biết ông chủ tịch tên là gì, còn chưa biết công ty nằm ở đâu, tập đoàn nằm ở đâu, còn chưa biết cổ phần là thế nào, cổ phiếu là thế nào, đúng chưa? Đúng không ạ? Mọi người có thấy em này nói đúng không ạ? Một phóng viên, một nhà báo, ông có làm là video, ông có làm bài báo, ông có làm phóng sự thì ông phải có tư liệu. Bài báo này ông viết, ông phỏng vấn ai, ngày bao nhiêu, mấy giờ, ai làm chứng, đúng chưa? Chứ không phải là thích viết gì thì viết, không phải thích nói gì thì nói, giống như kiểu kít tét Việt Á, đúng chưa? Không thể là ôi Việt Nam chúng tôi tự hào lắm, chúng tôi sản xuất được kít tét Việt Á, chuẩn bị xuất khẩu đi 20 nước. Không có đâu, thời buổi bây giờ không có câu chuyện đó. Thời buổi bây giờ là thời buổi của thế giới phẳng, thông tin phẳng. Chỉ cần một giây thôi là một cái tin nhắn từ bên Mỹ về Việt Nam trong vòng một giây. Thông tin thật chỉ trong vòng có một giây thôi. Từ Dubai về Việt Nam, từ Belarus, từ tập đoàn về đến Việt Nam chỉ một giây thôi là có thông tin thật rồi. Đúng chưa? Đã bao giờ anh chị em của chúng mình đặt ra một câu hỏi là anh phóng viên, chị nhà báo lấy tư liệu ở đâu để viết bài? Sang tập đoàn bao giờ? Đúng không ạ? Một cái tập đoàn khổng lồ, anh muốn vào được để mà gặp được ông chủ tịch,
Xin thưa, không phải là, nó không phải là cái chợ ông thích vào là ông vào, ông thích ra là ông ra. Đúng chưa ạ? Ông phải xin phép, người ta là tập đoàn chứ không phải là cái chợ bán gà, bán rau. Đúng không? Ít nhất thì ông phải là có giấy giới thiệu, xác nhận ông là của cơ quan nào, ai là người giới thiệu ông. Ông vào đây ông viết bài, ông quay phim với cái mục đích gì? Ông vào đây ông quay phim với mục đích là lợi dụng, ông có quảng cáo hay là vào đây để phá đám hay là gì gì đấy, đúng không ạ? Chứ không có câu chuyện là ông lại ngồi ở vỉa hè, ông uống trà đá, ông uống cà phê, ông uống cái gì đấy. Ông viết bài, ông cắt video, ông ghép video rồi ông nói linh ta linh tinh. Đó mọi người ạ, hãy để ý cái câu từ của em Lai nói, à, mọi người thử nghĩ xem có đúng không. Bất kể là một kênh nào, đài nào, báo nào, thì tư liệu nó phải là tư liệu thật. Ông viết ở đâu, ông lấy tư liệu ở đâu, thông tin ở đâu, video ở đâu, ông quay bao giờ, có xin phép hay là quay theo kiểu chốt cắt, hay là quay theo kiểu là có ý đồ xấu, hay là quay theo kiểu là có ai đó đưa tiền cho để ông viết bài, để ông làm phóng sự, để ông bôi xấu, để ông nói xấu, để ông bôi nhọ. Đúng chưa? Đó, ở trên đời này liên quan đến tiền rất là mệt mọi người ạ. Ở đâu có tiền là ở đó có lừa đảo. Đúng chưa? Và nếu như ai đó có kiến thức thì chúng ta hãy thử tra Google xem, để có một bài báo chúng ta cần phải chi ra bao nhiêu tiền quảng cáo là mọi người tự trả lời được. Được chưa? Đài nào, báo nào, hãy bấm thử tra Google đi. Một phút bao nhiêu tiền, một bài báo bao nhiêu tiền, là mọi người tự hiểu. Được chưa? Mọi người sẽ hiểu cái ý em Lai định nói. Được chưa? Đấy, còn anh chị em của chúng mình, những người biết đến UST, chúng ta hãy dùng kiến thức của mình. Đúng không ạ? Kiến thức của mình. Nếu kiến thức của chúng ta còn yếu thì chúng ta có thể dùng phương án 2, đó là nhờ những người đi trước, nhờ những người đã từng sang đến tập đoàn. Hoặc nếu chúng ta vẫn chưa đủ niềm tin thì chúng ta bỏ ra một ít tiền, bỏ ra 1.000 đô, 2.000 đô, 3 đến 5.000 đô là chúng ta sang tận tập đoàn, sang tận Belarus, vào tận trong nhà máy, gặp tận ông chủ tịch, vào từng phòng ban thiết kế, sang tận công trình bên Dubai. Được chưa? Chúng ta ra tận công trường, vào tận trong nhà máy, đúng không? Chúng ta làm giàu chứ không phải chúng ta đi ăn trộm ăn cắp. Được chưa? Và chúng ta làm giàu là xác định là làm giàu bền vững 50 năm, 100 năm, nhiều trăm năm. Chứ không phải là chúng ta bảo là chơi trận đá banh và là thôi, hết 90 phút là thôi. Mọi người ạ, cho nên là hãy chúng ta hãy bình tĩnh. Được chưa ạ? Và hãy tự tin. Đấy, tại sao? Tại vì tập đoàn có thật là thứ nhất. Thứ hai là không vi phạm pháp luật trên toàn cầu là cái thứ hai. Thứ ba là với 9 năm qua, đúng không ạ? Không phải chỉ có mình báo chí Việt Nam. 9 năm qua có rất nhiều những báo chí trên toàn cầu. Có báo chí Trung Quốc, có báo chí Ấn Độ, có báo chí Philippines, Indonesia, có báo chí của Hàn Quốc, có báo chí của Mỹ, có báo chí của Dubai và gần như toàn cầu. Gần như là toàn cầu. Đấy, đưa tin về tập đoàn. Được chưa? Và không chỉ là những bài báo, không phải chỉ là những phóng sự, mà tập đoàn cái gì ạ? Tập đoàn là đã có rất nhiều những hợp đồng. Hợp đồng thi công trong năm 2022 là 4 cái hợp đồng. Được chưa? Và tính đến thời điểm này, tập đoàn đã đủ việc làm trong vòng 5 đến 10 năm tới. Được chưa? Em Lai không phải là nói tốt về tập đoàn để cho nhiều người đầu tư vào. Em không cần phải nói tốt như thế mọi người. Mọi người muốn làm giàu, mọi người khao khát làm giàu, thì mọi người hãy đi tìm cho mình, lấy đủ cái thông tin. Chỉ cần là tìm đúng thông tin là được rồi. Nó giống như chúng ta đi bệnh viện, nó giống như chúng ta đi hiệu thuốc. Chúng ta chỉ cần gặp đúng người bác sĩ có bằng, có cấp, có tâm thì chắc chắn là chúng ta sẽ mua được thuốc rẻ, thuốc tốt và về uống nó sẽ hết khỏi bệnh. Nhưng nếu mà chúng ta gặp ông bác sĩ mà lang băm thì xin thưa với mọi người chứ, khéo uống hết cả chục triệu tiền thuốc mà mai vẫn quay ra là vẫn lại phải mua thêm, tức là uống hết cả đời luôn đấy mọi người. Đó, cho nên là chúng ta cần phải nghe kỹ cái lời em Lai nói này. Em rất thích cái câu của tỷ phú Danh Ma nói thế này này: may mắn lớn nhất cuộc đời này không phải nhặt được tiền, không phải trúng số, mà là gặp được quý nhân đưa chúng ta đến một nền tảng tốt đẹp hơn. Đó mọi người ạ.
Mọi người hãy tưởng tượng đi, em Lai nói có đúng không? Tất cả những người ở trong này không phải tự nhiên mà cơ hội nó rơi vào người. Chắc chắn là chúng ta phải gặp một quý nhân nào đó. Đúng chứ? Chắc chắn là chúng ta sẽ phải gặp một quý nhân nào đó. Họ chia sẻ cho chúng ta cơ hội. Và chúng ta cũng phải là người may mắn. Đúng không ạ? Chúng ta cũng phải là người may mắn. Người may mắn thì chúng ta mới được người đó chia sẻ cho mình cơ hội. Đúng chưa? Và chúng ta cũng phải là người có phúc, có đức. Không có phúc, không có đức thì xin thưa với mọi người, cái cơ hội nó có đến đấy. Vào trong túi rồi nó lại chui ra thôi mọi người. Đó, cho nên là em thì rất thích cái câu của các cụ Việt Nam mình nói là gì ạ? À, có phúc, có đức thì mặc sức mà ăn. Em chỉ hy vọng rằng tất cả những người dân Việt Nam chúng ta ai cũng có lên khoảng là bèo nhất cũng có khoảng 300.000 cổ phần. 300.000 cổ phần, 200.000 cổ phần á là bằng đi làm công nhân viên chức cả cuộc đời. Em dừng lại cái chỗ này để em nói từ từ để cho mọi người hiểu. 200.000 cổ phần là bằng đi làm công chức cả cuộc đời, bằng đi làm công nhân cả cuộc đời, bằng đi làm lao động phổ thông, lao động tự do cả cuộc đời, bằng làm nông dân cả cuộc đời. Đấy, và em xin tính để cho mọi người hiểu nhá. 200.000 cổ phần nhá. Xem có đúng, xem có đúng là bằng làm cả đời không nhá. 200.000 cổ phần. Đấy, được chưa? Đấy, em nhân với 1 đô là giá của tập đoàn. 1 đô 24.000. Bằng 4.8. Được chưa? Đấy, bằng 4.8 này. 200.000 thôi. Em không cần mọi người nhiều. Những người sợ mất tiền chỉ cần 200.000 cổ phần thôi. Bằng đi làm công chức nhà nước cả cuộc đời 40 năm. Thậm chí còn nhiều hơn cả 40 năm đi làm công chức nhà nước. Nhiều hơn cả đi làm công nhân 40 năm mọi người. Đây nhá, 200.000 cổ phần là mọi người có tài sản 4.8. 4.8. Giả sử như mọi người được nhận tiền chia cổ tức bằng tiền chia ngân hàng, bằng tiền gửi lãi suất ngân hàng 1 năm, mọi người được hưởng là bao nhiêu ạ? 4.8 được hưởng 480 triệu. 480 triệu chia cho 12 tháng là mỗi tháng bao nhiêu tiền ạ? Để em chia nhá, từ từ. Nhiều quá không biết chia thế nào. Mỗi tháng 40 triệu. Được chưa? Thế giờ em hỏi mọi người có đúng là chỉ cần có 200.000 cổ phần thôi là bằng đi làm cả cuộc đời không? Mọi người làm cái gì mà cả cuộc đời mà đến lúc mọi người nghỉ hưu được 40 triệu một tháng, mọi người nói em nghe xem nào. Làm cái gì 30-40 năm nào, làm cái gì để mà đến lúc nghỉ hưu mà một tháng được 40 triệu? Thạc sĩ nào được, giáo sư nào được, tiến sĩ nào được? Được chưa? Nhưng mà không phải, ý em không phải là nói để cho mọi người bỏ hết công nhân viên chức. Em không phải nói để cho mọi người bỏ hết làm công nhân, bỏ hết làm nông dân, bỏ hết làm lao động phổ thông, lao động tự do. Mà ý em muốn nói là cái gì? Ý em muốn nói là mọi người hãy có cho mình lấy một ít cổ phần của cái tập đoàn này. Để làm gì? Để không may mà mình mất việc thì mình có nguồn thu. Để không may đến lúc tuổi già mà không ai nuôi mình thì mình có cổ phần UST, có cổ tức nuôi mình. Đúng không? Để không may mà gì ạ? Cuộc đời con người ta không nói trước được điều gì. Đúng không ạ? Trời yên biển lặng thì nó không sao, nhưng mà nó nổi sóng lên, nó có bão lên. Đúng không ạ? Có tiền nó vẫn hơn mọi người ạ. Đúng chưa? Và báo chí thì người ta sẽ không nói điều đó. TV người ta cũng không nói điều đó. Và rất nhiều các kênh khác người ta cũng không nói điều đó đâu. Đúng chưa? Không có cái kênh báo chí nào người ta lại bảo ơi người dân ơi đi mua cổ phần đi. Dân nghèo ơi đi mua cổ phần đi để mai mốt hưởng cổ tức. Không có đâu. Các trường, các lớp người ta cũng không nói điều đó đâu. Tại sao ạ? Tại sao người ta không nói điều đó? Thứ nhất là người ta không biết. Thứ hai, người ta biết thì người ta im chứ người ta không loa lên giống như cái loa phường đâu. Người ta không loa lên giống như em Lai đâu. Được chưa? Đúng chưa? Và mọi người không tin thì mọi người có thể hỏi những người này, tại sao chị Lan làm giáo viên 30-40 năm? Làm giáo viên
Chị quê gốc Hải Dương đúng không ạ? Chị sống ở Đà Nẵng, chị làm giáo viên 3-40 năm. Và bây giờ chị là vừa là nhà đầu tư, vừa là đối tác của tập đoàn Nguyễn đây. Hãy hỏi chị Ngô Lan đúng không ạ? Hãy hỏi em Trần Kiều Trang, quê gốc ở Quảng Bình, Quảng Trị. Em Trần Kiều Trang, làm giáo viên 15 năm. Và có rất nhiều người làm giáo viên, có rất nhiều người làm giám đốc, có rất nhiều người làm công chức nhà nước, có rất nhiều người làm công an bộ đội. Tại sao thế ạ? Tại sao người ta làm nhà đầu tư của tập đoàn UST? Tại sao người ta làm đối tác xây dựng hỗ trợ cộng đồng cho tập đoàn UST? Chắc chắn là người ta phải nhìn thấy cái gì đó. Đúng không ạ? Đúng không ạ? Đấy, em đang nói thì đơn giản thế thôi. Em không phải là gì ạ? Thạc sĩ, em không phải là giáo sư, em không phải là tiến sĩ. Đấy, em cũng không phải là ông nọ bà kia, cũng không phải lên đây để mà dạy khôn ai cả, không phải lên đây để mà dạy ai làm giàu cả. Nhưng đây là cơ hội tốt. Không báo nào nói, không kênh TV nào nói, thà là đừng nói. Nhưng mà đây lại bôi nhọ, nói xấu người ta thì không được mọi người ạ. Tốt nhất là chúng ta cần phải có quan điểm chính kiến riêng của mình, đúng chưa? Chúng ta nghèo thì báo chí người ta cũng không cho chúng ta đồng nào, đúng chưa? Chúng ta khổ thì TV cũng chả cho chúng ta đồng nào. Nghèo, giàu, sướng hay khổ là chúng ta tự làm, tự chịu, đúng chưa? Tại sao có những người người ta dám mơ ước và người ta dám làm, còn chúng ta thì không? Số đông người dân trên toàn cầu là không, chứ không phải là người Việt Nam chúng ta đâu, đúng chưa? Đó, và các trường lớp trên toàn cầu này thì người ta sẽ không dạy cho học sinh là mai mốt lớn lên làm ông chủ đi con, lớn lên làm bà chủ đi con, không đâu. Trường lớp người ta sẽ không dạy điều đó đâu. Đó là cái kiến thức của cái nhóm bao nhiêu ạ? Nhóm 1%. Đó là kiến thức của nhóm 1%, hay còn gọi là nhóm tinh hoa của nhân loại. Tinh hoa của nhân loại, được chưa? Bên phải của kim tự đồ, người ta dùng tiền để người ta đi mua sức khỏe của người khác, mua thời gian của người khác, mua trí tuệ của người khác, được chưa? Em nói đơn giản như thế này: tập đoàn xe VinFast của tỷ phú Phạm Nhật Vượng có hàng trăm nghìn công nhân, đúng chưa? Hàng trăm nghìn công nhân, mỗi một người mỗi một ngày chỉ cần làm giàu cho tập đoàn là gì ạ? $5 thôi, $4 thôi, 100.000 thôi, đúng chưa? Có phải là hàng trăm nghìn công nhân mang về cho tập đoàn hàng trăm nghìn đô một ngày không? Đúng chưa? Một mình anh Phạm Nhật Vượng không thể làm nên nguyên cả cái tập đoàn VinGroup được. Một mình anh Phạm Nhật Vượng không thể làm nguyên cái tập đoàn xe VinFast được, mà cần phải có rất nhiều công nhân, rất nhiều kỹ sư, đúng không ạ? Rất nhiều công nhân. Đấy thì mới làm được lên tập đoàn đấy, được chưa? Và ông chủ tịch tập đoàn Anatoly cũng vậy, ông chủ tịch tập đoàn UST cũng vậy. Một mình ông có thể là một nhà khoa học, ông có thể là một gì ạ? Một nhà khoa học, một doanh nhân, một kỹ sư, ông có tài giỏi đến mấy thì cũng cần phải có người góp vốn vào, cũng cần phải thuê thêm kỹ sư về, cũng cần phải thuê thêm công nhân viên về để làm, để biến ý tưởng của ông thành con tàu, thành máy bay, thành ô tô và thành các sản phẩm khác, đúng chưa? Chứ một mình ông làm sao được, đúng chưa? Đó, cho nên là anh chị em cô chú mình hãy hiểu một cách đơn giản thôi. Chúng ta góp vốn vào là chúng ta đang đi mua sức khỏe của người khác, chúng ta đang đi mua thời gian của người khác, và chúng ta đang đi mua trí tuệ của người khác, đúng chưa? Và ở trường lớp người ta không nói điều đó đâu, báo chí, TV người ta không nói điều đó đâu. Anh chị em của chú mình hãy tưởng tượng đi ạ, đúng chưa? Cảm ơn Nguyễn Văn Trung, hay quá anh Lai. Cảm ơn anh Gia Đạt, cảm ơn Hồng Quang, sao hôm nay chú Lai hình ảnh vừa mờ vừa nói còn giật thế. Thế ạ? Em không biết được, chắc cái máy của em nó nóng quá rồi, tải nhiều thứ quá nó nóng rồi. Bạn không thể tạo ra doanh nghiệp tỷ đô, nhưng bạn có thể sở hữu cổ phần của doanh nghiệp tỷ đô. Cảm ơn chị Nguyễn Tân, tuyệt vời quá, đúng không ạ? Cảm ơn ạ, cảm ơn chị Nguyễn Tân ạ.
làm cảnh sát giao thông. Cảm ơn anh Bùi Tiến, cảm ơn Trương Thu Hằng, cảm ơn anh Huỳnh Dũng, cảm ơn UXT Toản, cảm ơn Trần Hương. Lúc nãy em Quyết đang live stream, hai anh em đang live stream thì em Quyết em mới bị làm sao, em mới thoát ra không biết là gì. Nhưng mà rất là vui mọi người ạ. Em thấy là người Việt Nam chúng ta bây giờ có thông tin, có kiến thức, có cơ hội là nắm bắt rất là nhanh. Rất là nhanh mọi người ạ. Ai cũng có thể tham gia được. Đúng không ạ? Có ít tiền thì tham gia ít, có nhiều tiền tham gia nhiều. Ăn thua là cái nhu cầu của chúng ta cần bao nhiêu, đúng không ạ? Chúng ta tin tập đoàn bao nhiêu, đúng không ạ? Anh Lai ơi, cảm ơn Sưởng Mai Hoa Cường, em cứ nói đi. Cảm ơn Trương Tú, chào anh Lai nhé, cảm ơn Chí Lập Dừng. Lưu Thiện Chí, anh đánh son vào anh ơi, anh đánh son vào anh ơi, anh đánh son vào là đánh son. Anh đánh son vào anh ơi, đánh son vào là sao? Ý là môi của anh nó bị thâm đúng không? Không sao đâu em, anh có vợ rồi, mà khi có vợ rồi, đàn ông có vợ rồi thì cũng không cần phải đẹp lắm đâu em ạ. Quan trọng là bây giờ mình làm cách nào đó để mà mình có được nhiều cổ phần, mình chia sẻ, mình lan tỏa cơ hội này cho nhiều người dân Việt Nam ở trên mọi miền đất nước hiểu ra được cái giá trị, hiểu ra được cái lợi ích, tại sao cần phải nắm giữ cổ phần gốc của tập đoàn, tại sao cần phải là nhanh tay nắm giữ cổ phần gốc của tập đoàn. Hãy đến với tập đoàn VNT, hãy cho tất cả những người thân của chúng ta vào tập đoàn VNT, hãy cho tất cả dòng họ con cháu của chúng ta vào tập đoàn VNT, hãy cho tất cả những người chúng ta gặp ở ngoài đường vào tập đoàn VNT. Tại sao? Tại sao? Vì một tập đoàn khổng lồ, sản phẩm của một tập đoàn khổng lồ, được chưa ạ? 8 tỷ người này sẽ sử dụng, 8 tỷ người, hơn 8 tỷ người sẽ sử dụng công nghệ của tập đoàn VNT và trả tiền cho tập đoàn VNT. Vậy có xứng đáng để cho chúng ta góp vốn vào không ạ? Có xứng đáng để cho chúng ta, cho tất cả những người thân yêu của chúng ta, anh em trong nhà của chúng ta, bạn bè của chúng ta, những người dân Việt Nam của chúng ta vào tập đoàn không ạ? Đúng không ạ? Chúng ta ngồi ở nhà, ngồi ở Việt Nam, chúng ta có cơ hội làm giàu trên toàn cầu. Cả thế giới này sẽ sử dụng công nghệ của tập đoàn VNT, sẽ trả tiền cho tập đoàn. Và tiền đó nó được đi đâu? Tiền lợi nhuận chắc chắn là nó sẽ trở về tay những người nắm giữ cổ phần của tập đoàn. Được chưa? Cảm ơn em Long Sứ Đài. Lên sàn anh đoán được bao nhiêu anh ơi? Cảm ơn Lưu Thiện Chí. Anh thì anh chưa đoán đâu, nhưng mà lên sàn đã là thành công rồi em ạ. Em chào anh Cấn Trung Lai Năng Lượng. Cảm ơn Lương Ngọc Nhất. Chào em Trung Lai nhé. Cảm ơn Phương Leo. Cảm ơn Cử Trà Lý An. Cảm ơn chị Vinh Chi. Cảm ơn tất cả các anh chị em cô chú mình. Đầu buổi livestream em Lai có chia sẻ như thế này: 1,2 triệu thì chúng ta làm được cái gì? 1,2 triệu chúng ta có thể là được 2 thùng bia với lại vài đĩa mồi, một mâm nhậu hết. 1,2 triệu chúng ta có thể được 100 kg gạo hết. 1,2 triệu chúng ta có thể được vài đôi giày, vài đôi dép hết. 1,2 triệu có thể được vài bộ quần áo hết, đúng chưa? Và 1,2 triệu cũng có thể đưa chúng ta đến với một cái cơ hội đổi đời, đổi cuộc đời của mình, mang một cái cơ hội lớn về cho những người thân yêu của chúng ta, những người thân của chúng ta, thậm chí là mang về cho cả dòng họ của chúng ta, mang về cho cả làng, cả bản của chúng ta, đúng không ạ? Có thể từ 1,2 triệu nó có thể lan tỏa ra hàng trăm, hàng nghìn, thậm chí là hàng trăm nghìn gia đình, đúng không ạ? Nếu như ai đó không chia sẻ thì làm sao mà em ai biết, đúng chưa? Nếu như ai đó không mang cái cơ hội để về Việt Nam, làm sao bây giờ Việt Nam chúng ta có 400,000 nhà đầu tư, 400,000 nhà đầu tư tương đương với 400 hộ gia đình, 400,000 hộ gia đình, được chưa?
Mỗi một hộ gia đình chỉ cần là bao nhiêu ạ? 4 người, 4, 4, 16, nó đã ra là 1 triệu 600 nghìn con người rồi. Đúng chưa? Và chắc chắn rằng người Việt Nam chúng ta tại thời điểm này đã có gì ạ? Đã có hơn 400 nghìn người nắm giữ được cổ phần của tập đoàn VT này rồi. Chúc mừng, đúng không ạ? Chúc mừng cho ai đó còn kịp góp vốn vào trước khi kết thúc giai đoạn 15 là giai đoạn cuối cùng. Được chưa ạ? Trong lúc này chúng ta còn có cơ hội để làm ông chủ, còn có cơ hội để làm bà chủ. Hãy cân nhắc, được chưa ạ? Còn nếu không thì có thể chúng ta lại gì ạ? Chờ đợi và mai mốt có thể chúng ta lại làm công nhân. Đúng chưa? Chúng ta lại làm lao động phổ thông. Chúng ta lại làm lao động tự do. Đúng không ạ? Hãy tự suy nghĩ và hãy tự đưa ra một cái quyết định mà mình cảm thấy sáng suốt nhất. Được chưa? Và rất nhiều người đánh rơi cơ hội này vì báo chí, vì TV. Rất đáng tiếc, rất đáng buồn mọi người. Vì sao ạ? Vì báo chí, vì truyền thông. Người ta không phải là cơ quan công an, người ta không phải là cơ quan hình sự, người ta không phải là cơ quan pháp luật, người ta không phải là cơ quan mà người ta đưa một cái thông tin ra và người ta sẽ phải chịu trách nhiệm về cái thông tin đó. Người ta không phải là đơn vị thi hành pháp luật mọi người. Có thể hôm nay người ta vui thì người ta nói thế, mai người ta buồn người ta lại nói khác. Hoặc hôm nay có thể ai đó đưa tiền bảo người ta nói thế. Đúng chưa? Cho nên là anh chị em của chúng mình hãy tự, đúng không ạ? Hãy tự sưu tập những thông tin, hãy tự lấy kiến thức của mình ra để làm gì ạ? Để chúng ta đưa ra quyết định và chúng ta cảm thấy là cái quyết định đó chúng ta có thể tin cậy được. Đúng chưa? À, bây giờ em Lai xin phép được xuống cái buổi livestream ở đây. À, và hẹn mọi người là 19 giờ ngày mai em Lai lại chia sẻ tiếp. Chúc cho mọi người có một buổi tối thật là vui vẻ. À, tạm biệt ạ. Đăng ký kênh để xem video mới nhất nhé. Xem chi tiết ở phần mô tả video này.